Cái chết và đám tang của Lê Đình Kình hiện đang trở thành chủ điểm sâu xé của các đối tượng hoạt động nhân danh dân chủ nhân quyền ở trong và ngoài nước. Theo dõi mạng xã hội những ngày qua, có thể thấy số đối tượng này điển hình như các trang phản động VOA, BBC, RFA, các Facebook Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, Cấn Thị Thêu, Nguyễn Đình Thục, Bùi Thành Hiếu tích cực phao tin xuyên tạc về nguyên nhân cái chết của ông Lê Đình Kình, cố gắng lăng xê một ông già đã ngoài 80 tuổi, chỉ đạo tay chân chống và giết người thi hành công vụ lên trở thành một người anh hùng, một biểu tượng về đấu tranh cho dân chủ nhân quyền. Đồng thời, đứng ra kêu gọi sự ủng hộ từ trong nước và quốc tế để tổ chức lễ tang cho ông Kình vì gia đình ông thuộc diện rất khó khăn. Không phải là người có quyền lợi như vụ liên quan đến vụ việc, cũng không phải họ hàng thân thích của nhà ông Kình. Vậy, các thủ đoạn trên của số đối tượng này hướng tới mục đích gì? Thứ nhất, vì tiền. Bản chất vì tiền đã lộ rõ khi các đối tượng này công khai khóc thuê, khóc mướn trên mạng xã hội. Chúng kêu gọi ủng hộ từ các nhà hảo tâm, những người quan tâm đặc biệt và có phần thái quá về tình hình dân chủ nhân quyền ở Việt Nam. Đồng thời không quên công khai số tài khoản để nhận tiền ủng hộ. Đây là thủ đoạn không mới, nhưng rất hiệu quả của số này để moi tiền từ bên ngoài. Nếu ai theo dõi vụ đồng tâm thường xuyên, có thể thấy được số tiền mà nhà ông Kình thu được hàng năm từ sự ủng hộ khiếu kiện lên đến cả tỷ đồng. Không khó khăn như số này phao tin, bịa đặt về hoàn cảnh gia đình ông Kình. Rõ ràng đây là một âm mưu để trục lợi trên chính cái chết của ông Lê Đình Kình. Có thể gọi đây là hạnh phúc của một tan gia. Thứ hai, vì mục đích chống phá. Số này tăng cường kích động, tạo dư luận xấu, cổ vũ người dân phản kháng, chống đối lại chính quyền, nhất là những nơi đang xảy ra những vụ việc lùm xùm liên quan đến đất đai. Đồng thời, tấn công, hạ uy tín của các cơ quan chức năng, cổ vũ mâu thuẫn, đẩy những vụ việc có dấu hiệu tương tự lên mâu thuẫn đỉnh điểm, xảy ra xung đột. Chúng đang cố gắng xây dựng hình ảnh Lê Đình Kình như một biểu tượng mà người dân cần phải noi theo để đấu tranh vì dân chủ nhân quyền. Chính vì vậy, người dân khi tiếp cận thông tin liên quan đến vụ việc cần chọn lọc, tìm hiểu kỹ lưỡng bản chất, không để các đối tượng lợi dụng, dẫn dắt, tác động tâm lý dẫn đến những hành động sai trái, cổ vũ, chia sẻ thông tin xuyên tạc, phản động.